hạnh phúc lan xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Thông thường nói đến người Pháp, mọi người đều cảm thấy rất lãng mạn. Và Philip, một quý tộc Pháp, đã cưới người vợ Đài Loan, thực sự đã chứng thực về cách nói này. Hỏi anh ấy sao lại lưu lại Đài Loan, anh nghẹn ngào và nói là bởi vì đã yêu một cô gái Đài Loan. Mời bạn cùng đến xem. Hôn rồi lại hôn rồi lại hôn. Anh Philip người Pháp đối với người bạn đời của anh chị May vô cùng nồng nhiệt, trước ống kính đều biểu lộ ra hết. Ngay cả khi hỏi Philip tại sao lưu lại Đài Loan, anh đều có thể chân tình thổ lộ. Vì tôi quen biết cô ấy, hơn nữa tôi và cô ấy yêu nhau. Và rồi... Trời ơi, vì tôi yêu cô ấy. Trên thực tế, nguồn gốc của Philip thật không tầm thường. Anh nói anh là quý tộc Pháp đến Đài Loan đơn thuần chỉ là vì yêu. Gia tộc của tôi ở hậu phương cung ứng, tham gia chiến tranh, đi giải cứu người Pháp, cho nên chúng tôi trở thành gia đình quý tộc. Anh tỉ mỉ cài măng đô cho chị May. Đây là nghề phụ của Philip. Nghề chính của anh là cùng với chị May hợp tác viết một quyển sách. Chúng tôi đang viết một quyển sách và nói về giữa các đôi tình nhân có nhiều sự cãi nhau, thậm chí giữa vợ chồng, từ quan niệm của anh ta vì gia đình anh ta, gia đình tức là cha mẹ vô cùng hòa thuận. Khi hai người đang trả lời phỏng vấn thì có khi hai tay lại đang vào nhau, nhìn thấy đôi tình nhân ưng ái như vậy thực sự khẳng định về truyền thuyết người Pháp rất là lãng mạn.